Xin chào các bạn, mình rất là vui khi được chia sẻ cho các bạn video này. Video nói về bí mật siêu hình, luật tâm trí và luật tương ứng. Luật tâm trí nói về trí não, mọi thứ mà chúng ta đã từng tạo ra, mọi thứ đã từng tồn tại, thì nơi nó tồn tại đầu tiên là trong trí não. Mọi suy nghĩ hoặc sự bất đồng của mọi thực thể, mọi thứ mà bạn có thể chạm vào và cảm nhận được đều xuất phát từ suy nghĩ. Ví dụ, xe đạp, xe máy, xe hơi, máy bay, ngôi nhà, vân vân. Chúng tồn tại đầu tiên ở trí não và suy nghĩ của chúng ta hoặc một người nào đó trước khi chúng được chế tạo ra và xuất hiện trên đời. Luật tương ứng. Luật tương ứng được đề cập tới một cách đơn giản như trên sao, dưới vậy, trong sao, ngoài vậy. Luật tương ứng đơn giản là gắn liền với thực tế rằng chúng ta là sinh vật người tồn tại dưới dạng vật chất. Tất cả chúng ta đều có trí tuệ và đều có linh hồn. Vì vậy, sự tồn tại của chúng ta không phải ở một nơi. Chúng ta thậm chí còn có thể tồn tại đa chiều với nhiều suy nghĩ, với nhiều luồng cảm xúc, tư duy khác nhau. Có thể đối với bạn nó không đơn giản như một cái nhìn bình thường. Nếu bạn muốn giàu có ở bên ngoài, trước tiên hãy giàu có ở bên trong đã. Trên sao, dưới vậy, trong sao, ngoài vậy. Đầu tiên bạn phải giàu có ở bên trong suy nghĩ của bạn. Sau đó bạn sẽ trở nên giàu có với nhận thể hiện của bạn dựa trên những suy nghĩ đó. Bạn phải có một thái độ tích cực. Bạn phải có một suy nghĩ tích cực, phóng khoáng về con người mình và những điều có thể xảy ra với bạn. Khi bạn có được những suy nghĩ đó, nó sẽ hiện diện xung quanh bạn. Ví dụ, bạn mong muốn có một chiếc xe SH. Bạn suy nghĩ về nó, bạn quyết tâm muốn có nó. Và lúc này, khi mà bạn đi ra ngoài, cứ mỗi khi mà bạn bắt gặp một ai đó đi một chiếc xe SH, bạn sẽ tròn xe con mắt ra và nhìn chiếc xe đó. Bạn sẽ để ý nó, cảm xúc dâng trào. Bạn hướng suy nghĩ của mình và mục tiêu muốn có một chiếc xe như vậy, và bạn bắt đầu hành động. Có thể là bạn đi kiếm tiền, bạn đi làm tích góp mua chiếc xe như vậy, hoặc có thể là bạn sẽ về nhà cáu gắt với bố mẹ, anh chị mình rằng bạn muốn sở hữu một chiếc xe như vậy, muốn gia đình mua một chiếc cho mình, hoặc tệ hại hơn đó là ăn trộm xe. Hãy kiểm soát những suy nghĩ của mình và chọn những con đường đi đúng để thành công của riêng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ đăng ký để xem những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.